Vậy APA làm content cosplay thành ZK game này thì APA mặt cười. Nhắn chữ O hả? Nhắn chữ gì? Nhắn chữ gì? Nhắn chữ gì? Skin T1 đẹp thế. Thần. Cái này đúng kiểu như thần. Thần đăng. Thần đông á. Chà cô hình như nó vòng vòng này đó. Thấy chưa? 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 Thi 1, thi 2 tốt, thi 3 chết luôn. Nói anh Trung nghe Aatrox giờ lên giáp. Đánh con Aatrox này nó hơi bị cháo đờ lái. Chậm lại A3 Echo theo kịp. Cái gì vậy? Sao bị? Nguyệt, thần đi A3 mạnh lắm. Trời ơi là trời. Vậy là cái kiếm đặc cư á. Ê ê ê ê, chuối bơ. Chuối bơ. Em chung tới chơi. Cây gà của anh ba ngon lắm. Làm sao để đặt mua vậy anh ba? Ông vua 15T đã gục ngã thì anh em lúc bú đập. Cam. Thần anh ơi đang mê ta LCK đó. A3 là điều đó. Nãy xa. Ít trứng thì ngồi cuối bàn nha A3 T. Còn e đứng ngoài rất học lòng. Cũng chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Đài Rai. Chết con. Con Kaji kinh phục mà ông lính Sam không một tác dụng. Nó mạnh hay tại anh yếu? Chắc tại anh yếu ạ. Ủa, thì chị em không có miếng đàm nào trời. Mà chết hết luôn rồi. Trời ơi, tấm nhà toàn vô không. Ai ngoài chóc nó ghê quá. Ủa con gì? Con Darius nó ghê quá. Bắn. Đây. Dập cỏ rồi. Thằng em tôi nó dập rồi. Phải lên giao điện mới mạnh. Tại thằng này, tại thằng kia, tại món người thứ, tại lên sai, tại nhóm mùi, tại. Cái trong cái liên minh này nó có cái chức năng mà gọi là refund skin đó anh em nha. Anh không sai mọi thứ. Cảm ơn Sơn Bi nha. Sai thôi. Tôi có nên refund cái này không anh em nha.
lê ra chi rồi chạy. Trời ơi má, xíu nữa lôi theo nó luôn rồi đó chứ. Trời ơi Taco ăn hết. Lần đầu tiên tôi đánh con ai chóc mà nó yếu kiểu vậy luôn. Lại giao án đặc vụ gì đây? Mấy bữa trước đâu có. Yếu hoài đâu mấy bữa trước. Ghê lắm mấy bữa trước như thần vậy đó. Đã có ai nói với A3 là nụ cười của A3 bao la vũ trụ, muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao. Trời ơi, nó đá chìm mới kiếm được kìa nè. Hôm anh đi, đá chìm vô đường. Bố nó đang kiếm tôi kìa nè. Ghê đi. Thằng đần, A3 trợn phải không AB? Nè nè, làm này đi. Làm này đi. Từ giờ tới hết trận KO chết mạng nào nữa có 1-0 tham gia AB. Bắn ra đi, bắn. Cảm ơn Maxi nha. Tính tiền. Giáp phép cho Celeste nó gánh cho mồi sàm sàm không? Kim xấu quá. Đéo bao giờ cầm kim thì vô. Đéo có cái gì khác ngoài cái hiệu ứng. Bởi vậy game này á, là cái game mà gọi là cho mọi người thấy nó rất là rõ ràng luôn là cái skill nó sẽ không làm bất cứ một cái vấn đề gì tác động được vô trong in game hết. Nó chỉ để cho trang trí cho vui thôi. Lúc đầu tôi nghĩ là cầm cái skill vô địch chung kết thế giới là tôi sẽ đánh hay hơn, xong cái tôi ỷ y cái tôi đánh này họ kiểu bố láng bố đời, xong rồi bị thua len, nó thua game luôn.